đó là một cái niềm tự hào cho tất cả những người mà được trải nghiệm trên chiếc xe này. Bây giờ tôi đang cảm thấy rất là hồi hộp nhưng mà cũng rất là hào hức bởi vì là lần đầu tiên tôi được đi một cái chuyến đi thú vị như thế này. Quãng đường khoảng 200 cây cho một lần sạc của VE34 thì quá là đơn giản rồi. Hey VinFast, bật bài hát vì một Việt Nam. Việt Nam đầy những chiến công vẻ vang, cùng cháy lên đi với bao nhân tài đất Việt. Với bao năm ông cha tự hào, nào cùng VinFast luôn mang riêng mình phong cách. Cảm thấy rất là tự hào khi mà tất cả chúng ta đã cùng thực hiện cái thử thách này thành công. Rất là tuyệt vời luôn. Lần này VE34 vẫn không khiến tôi thất vọng, thậm chí nó còn thích thú hơn. Phải nói là rất là tuyệt vời khi vận hành trên đường. Hãy thử trải nghiệm một lần để cảm nhận hết được những cái sự mới mẻ của VinFast.